Từ lúc ra trường đến bây giờ là đã 3 năm rồi. Thì không biết cuộc sống của mọi người dạo này như thế nào rồi? Tớ đang làm giám đốc bên kinh doanh. Lương tháng thì phọt vẹt có 3-4 nghìn đô mà. Tớ thì vừa mới lấy chồng xong. Mà chồng nó bắt ở nhà. Mỗi tháng ném cho cục tiền mấy nghìn đô mà. Thế là tính ra mình lại chán nhất. Làm bao việc rồi vẫn không đủ tiền ăn. Vừa rồi vỡ cái hụi đi mấy trăm triệu. Ui dồi. Thì không biết là mọi người có thể hỗ trợ mình là... Tớ thì làm giám đốc bên mấy cái công ty đa cấp thôi mà. Phòng bạc thôi chứ làm gì có gì đâu. Còn tớ thì là nội trợ ở nhà, cũng chẳng có tiền. Không cho vay. Kiều ơi, đúng là lúc khó khăn mới biết lòng bạn tốt. Thực ra là tôi chỉ thử lòng mọi người thôi. Tài xế. Dạ, mời ông chủ xe ạ. Ủa, tí em đi một về ấy. Này, có ông ơi. Ít thế này á. Ông chào có đúng một câu. Lượn đi ông ơi. May mà mình chuẩn bị kỹ, không chết nhục. Ai hoàn vào nhờ tí. Dạ. Điện thoại chú có 3G không, anh mượn truy cập mạng tí. Đây nhưng mà. Nhưng mà cái gì, anh mượn một tí thôi. Em cũng đang có việc ấy, anh dùng nhanh lên nhá. Biết rồi. Ai lại gọi lúc này nhỉ? Alo, ai đây? Em đùa, em Hồng Anh đây. Nhân viên mới đúng không? Nhưng mà sao không nghe giọng anh khác thế? Anh đang bị cảm cảm. Thế cuộc hẹn tối nay của chúng ta thì sao? Hẹn hò cái gì? Tôi thừa biết là cô tiếp cận tôi là vì lợi dụng đúng không? Tránh xa cuộc đời tôi ra nhé. Dùng xong rồi đấy. Từ nãy giờ có ai gọi em không? Không, chả có ai gọi cả. Anh Hoàng. Hò nhé. Ngoan. Nha. Ôi giời, đây rồi. Để bố xem con của bố nào. Kìa, bố thương, bố thương nha. Kìa em, cứ để anh chơi với con. Bố thương nào. Đây không phải là con của anh. Cái gì cơ? Đây không phải là con của anh. Em đùa anh nào chứ. Em nói thật, đây không phải là con của anh. Thế không phải con của tôi thì là con của thằng nào? Tôi hai người nhá. Tại sao hai người lại làm thế với tôi hả? Nghe em giải thích. Cơm hồng ngay. Hóa ra là bao nhiêu năm qua tôi là ăn ốc đổ bỏ. Hôm nay cô còn gọi thêm thằng này đến để pha nước chấm. Anh đi bộ đi. Đây là em bé Hồ, con của anh chị phòng bên. Giời ơi. Đây là con của anh chị phòng bên. Con của mình đã đẻ đâu? Con của mình đã đẻ đâu? Sếp. Cậu dạ. Tôm đấy à? Dạ, em chào sếp ạ. Thế có chuyện gì đấy? Ôi, xe sếp lại nhìn lại đẹp thế nhỉ? Lại xe mới hả sếp? Có gì lạ đâu, tôi đổi xe như cơm bữa mà. Dạ, có chuyện này em muốn tâm sự với sếp. Cuộc đời em cũng ước mơ là có được một con xe nó đẹp như thế này. Nhưng mà không biết phải làm cách nào để mua được sếp ạ. Tôi là tôi quý cậu lắm, tôi mới chia sẻ cho cậu nhé. Thực chất ra thì cũng chẳng cần mất nhiều thời gian đâu. Cậu ấy thì chỉ cần là đi làm đúng giờ này. Luôn luôn đi làm đầy đủ hàng ngày này. Rồi miệt mài công việc trên công ty. Rồi tăng ca nữa, thế là được. Tức là em chỉ cần làm tất cả những thứ ấy là em có thể mua được xe hả sếp? Ấy không, cậu chỉ cần làm tất cả những thứ đấy là tôi lại đổi được xe mới. Em đồng ý làm người yêu anh nhá. Anh rất tốt nhưng mà em rất tiếc. Em xin lỗi. Chỉ cần em chịu ở bên anh thôi. Em bắt anh làm trâu làm chó thì anh cũng làm. Em không thích động vật, em đã quyết rồi. Anh đi về đi, anh không đi, em đi. Này, đừng nghĩ có bao nhiêu tiền vàng, mang hết ra đây nhanh lên. Cướp. Im mồm. Ui, anh ơi, xin anh hãy tha cho cô ấy ạ. Đây, trong đây là tiền vàng điện thoại, anh cầm hết đi. Được rồi, lần này tao tha cho chúng mày nhá. Ui, em có sao không? Không, anh thật là dũng cảm đấy. Không ngờ vì em mà anh lại làm như thế. Em đồng ý làm người yêu anh. Thật á? Đây rồi. Này, của chú. Em xin, của anh. Chúc mừng ông anh đã có người yêu nha. Ông anh cảm ơn chú em. Chia đôi đi chứ. Chưa. Đòi gì mà nhanh thế. Công nhận cô em siêu thật đấy. Thằng này là thằng thứ tư trong tuần rồi. Chuyện. Ôi. Em chào anh ạ. Cho em hỏi đây có phải là thẩm mỹ viện? Thẩm mỹ viện. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Cho em hỏi. Thôi, không phải hỏi. Hiểu rồi. Để em giới thiệu cho chị nghe nhá. Những ai mắt hí, mũi to, môi mỏng, má hốt, phải răng thò, linh tinh, đến đây một phát là sinh. Ra đường ai cũng tưởng hoa hậu Đỗ Mỹ Linh mới về. Vâng, em cảm ơn ạ. Nhưng mà em... Thôi, hiểu rồi. Này,
Em không xin cái gì của nhà chị đâu, không phải xoắn lên thế. Chỉ cần tí nữa chị vào trong kia gặp sếp em, chị nói tốt cho em một câu để cuối tháng em ăn cái nhân viên gương mẫu mà để bắt xem. Nhưng mà anh ơi, em đến đây để xin việc ạ. Em đến đây để xin việc ạ. Hả? Dạ em đến đây để xin việc ạ. Cái gì cơ? Chị đến đây để xin việc ạ? Dạ vâng. Ui giời ơi. Thế anh ơi, anh không dắt xe hộ em nữa à? Dắt xe cái gì? Không dắt nữa. Đấy là với chỗ khác sẽ nói thế, còn với Mai Lisa thì sao mà bước qua nhau cứ làm lơ như không có chuyện gì xảy ra ấy nhỉ? Chuyện gì là chuyện gì nhỉ? Bỏ kiểu mặt ngây thơ đi nhá. Sao người ta vay chị 1.000 thì chị nhớ, mà chị vay em cả triệu bạc cả năm nay rồi chị quên nhanh thế. Không cả, chị không có tiền. Không có tiền à? iPhone 3 mắt thì nhẫn vàng đính kim cương to đùng đấy kia, không là nhàng trả tiền đấy. Nhưng mà chị không có. Thế là bà cố tình bùng không? Bây giờ có trả không? Ừ đấy, tôi không trả đấy. Bây giờ mày làm được gì tôi tao? Tôi trả đấy. Hai đứa này. Tao là cướp đây. Hai chỗ này có bao nhiêu tiền? Nôn hết rồi đây. Anh là cướp thật thì cướp giả đi anh. Tao đùa với chỗ này. Thì em đang đi đòi nợ, anh xem trong túi em không có nghìn nào cả. Con kia. Anh đợi em một tí. Tôm. Chị có 1 triệu thôi, coi như là chị trả em nhé. Em đưa chồng cướp đi. Thôi tình nghĩa chị em thì chị lúc khác trả em được ạ. Không, em nhất định phải cầm. Chị năn nỉ em đấy, em cầm. Không, coi như mình hết nợ em nhé. Đây, thần của chú đây. Diễn là xuất sắc đấy nhá. Lần sau anh mà có vụ gì ấy, anh cứ gọi em. Bọn em gọi làm dịch vụ toàn quốc luôn. Ok. Bố ơi, con có chuyện này muốn khoe với bố ạ. Mày làm cái gì mà mày cứ tơm tớp lên ấy. Có chuyện gì bình tĩnh nói bố nghe xem nào. Con có người yêu rồi đấy. Thằng này khá, thế bây giờ nói cho bố nghe người yêu như nào nào. Cái con bé đấy thì nó cũng lùn lùn thôi. Nhưng mà được cái là ấy, phễu to sau này mắn đẻ là rất dễ nối dõi tông đường nữa. Trời, bây giờ là cô ở đâu, tên tuổi như nào? Dạ, thưa bố là cô ấy tên Thảo, nhà ở Trần Duy Hưng ạ. Tên Thảo, nhà Trần Duy Hưng. Sao ạ? Có phải cô năm nay 18 tuổi làm nghề giáo viên không? Ôi, đúng ạ. Có phải là tóc dập xù, lông mày nhọn, chuyên đi đôi tông màu đen cao 12 phân? Đúng luôn ạ. Quả nách cánh phải có thêm 2 cái nốt ruồi son màu đỏ. Ôi, chuẩn thế nhỉ? Ôi, sao bố biết? Người yêu bố luôn. Bố, con thích cái bạn kia mà bây giờ không biết tán như thế nào. Tán gái thì nó cứ lao vào mà tán thôi. Lao vào nó tát chết. Con trai yêu bằng mắt mà con gái thì nó yêu bằng tai. Cho nên là cứ lân la mon men ra làm quen, nói mấy lời ngọt ngào là kiểu gì cũng chết. Tức là văn vở. Ừ. Văn vở nghĩa là thơ. Nhưng mà cụ thể là như nào bố nhỉ? Ngu thế chứ lị. Bây giờ mình mon men lại mình hỏi tên. Ví dụ mà người ta tên là Mai chẳng hạn, thì mình làm thơ về tên Mai. Xin chào em gái tên Mai, cho anh xin được hôn lên vai. Ai? Cô tên May. Xin chào em gái tên May, cho anh xin phép hôn vào tay. Thế con hiểu rồi ạ. Anh chào em tên là gì nhỉ? Em tên là Mít. Em tên là Mít á. Xin chào người đẹp tên Mít, ước gì anh được đặt đôi môi này lên Mít. Ôi bố ơi. Trời ơi, thằng ngu này, cũng là con không bằng cha thì nhà tuyệt tư mà.